Chào mừng mọi người trở lại với kênh Tâm Đức Xe Còn nha. Thì em Phúc trở lại với mọi người đây. Thì em Phúc chúc cho mọi người một buổi tối Chủ nhật xem clip thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình của mình. Thì hôm nay em sẽ lên cho mọi người một mẫu xe đua đến từ thương hiệu Nhật. Đây là Magicbros, mã là Racing G2000. Thì con này là một mẫu xe mà mang thiết kế và cấu hình rất là ngon trong phân khúc 11 triệu luôn. Thì nó cũng là một trong những mẫu xe mà đối thủ nặng ký của Twitter Smile. Con này có những ưu điểm như thế nào thì mọi người cùng em vô sâu hơn cái video này nha. Rồi về cái nhìn đầu tiên á, về cái thiết kế tổng quát thì con này nó sẽ hầm hố hơn so với Twitter Smile. Do khung nó thiết kế là khá là to luôn. Còn Twitter Smile thì khung nó sẽ tròn và nhỏ. Thì ai mà thích sự đơn giản á, thì chọn Twitter Smile. Còn ai thích sự mới mẻ một chút cầu kỳ gì đó thì chọn cái thiết kế của Magicbros Racing G3000 này. Thì con này đang có là màu trắng và xanh lá. Cái màu xanh lá này nó y chang cái màu mà cái hàng cây sau lưng em vậy đó. Còn cái mối hàng á, thì cái khung này đã được xử lý hết rồi. Còn cái phần dây á, thì được đi âm, nên là về thiết kế con này rất là đẹp luôn. Size này hiện đang là size 46, là cho anh chị nào trên 1m6. Thì cái mẫu này thì có size 44 nữa, là cho anh chị nào mà trên 1m55. Thì cái con này rất là tiện lợi luôn, nó có size nhỏ cho những anh chị nào mà có chiều cao thấp. Rồi tiếp theo trên đây thì Magicbros Racing G3000 trang bị bô tang ghi đông nhôm. Phần ghi đông thì được thiết kế dẹp, còn cái dây quấn thì được trang bị là dây quấn da. Cái dây quấn tương tự như cái dây quấn của Twitter Smile vậy đó, thì độ im cũng rất là im luôn. Còn cái bô tang này là bô tang của Neko. Trên đây thì Magicbros Racing G3000 trang bị một cặp tay lắc của Shimano Claris G2000. Thì về cấu hình nó sẽ tương tự, do là cùng phân khúc thì hai cái mẫu này nói về so về cấu hình nó sẽ tương tự nhau. Dưới đây thì Magicbros trang bị cái bảng yên cũng khá là bự, nên là khi nãy mà em có chạy thử thì cái độ im cũng rất là im luôn, không bị mỏi, êm mông. Cái phần yên thì nó được chừa ra cái rãnh á, nên là mọi người mà đi xa hay gì đó nó sẽ thoáng hơn. Dưới đây thì Magicbros Racing G3000 trang bị phanh gom của Radius. Phanh gom á, thì nãy cái độ bóp, cái lực bóp em cũng rất là nhẹ luôn. Cái nhiệm vụ của cái phanh này làm cũng rất là tốt nên rất là nhẹ. Magicbros Racing G3000 trang bị vành 4 phân, cao tầm 4 phân của Magicbros luôn, vành nhôm. Thì cái vành này được dán tem thì cũng tương đương với cái màu xe. Đó, nhìn con xe tổng thể rất là hài hòa. Magicbros thì trang bị một cặp vỏ thông số là 725C của Kenda. Đây, thông số 725C của Kenda, một thông số của xe đua. Tiếp theo thì cái độ chớn con này cũng rất là chớn luôn. Hồi nãy em đạp rất là nhẹ, giờ em sẽ quay thử cái độ chớn cho mọi người xem nè. Đó, cái độ chớn rất là cao. Cái coi nỏ nó sẽ không bằng Twitter Smile nhưng bù lại cái độ chớn nó cũng rất là cao luôn. Rồi, tiếp theo vô sâu hơn về phần cấu hình nó thì Magicbros Racing G3000 trang bị dò dĩa trục rỗng. Dò dĩa trục rỗng thì nó sẽ tối ưu hơn về trọng lượng của xe. Thì con này được trang bị là 2 đĩa 8 lít. Cái phần gạt đĩa, cái cùi đề sau là của Shimano Calagic. Một cái cấu hình mà tương tự như Twitter Smile luôn, y chang luôn. Clip này được trang bị là clip của Sunshine. Đó, clip của Sunshine. Thì cái con này á, theo em đánh giá thì về thiết kế nên thì nó sẽ đẹp hơn Twitter Smile. Đó, cái này thì chắc là mỗi người mỗi gu. Thì ai mà thích sự cầu kỳ, thích sự mới mẻ thì chọn cái thiết kế này. Đó. Còn về cấu hình á, thì nó sẽ tương tự như Twitter Smile. Giá con này là 11.300.000. Thì cái con này thì bên em đang có sẵn cái size 46, cái màu này, và màu size 44 màu trắng đỏ. Cho anh chị nào mà trên 1m55 thì có thể chạy được cái mẫu này. Con này thì đang có sẵn hàng, nên là anh chị nào mà quan tâm á, thì liên hệ đến số điện thoại để bên dưới. Em mong cái video này sẽ giúp được cho anh chị phần nào trong việc chọn xe, cũng như là tìm được cái nhu cầu chọn xe của mình. Còn video này em xin kết thúc tại đây nha. Hẹn anh chị những video tiếp theo.